12. Món này món gì đấy em? Phở lên, phở bò gà. Phở bò gà. Ngon quá ha. Bữa nay có lộc ăn nữa rồi. Trời ơi, ngon ghê không? Cái này là làm từ mấy giờ sáng tới giờ rồi em? Nấu chiều qua tới giờ đó. Chiều qua tới giờ hả? Nấu được xúc lâu lắm. Xúc nấu mấy tiếng đồng hồ. Trồng cây cũng giỏi mà. Nấu ăn cũng giỏi. Ở tái, bò chiên. Em mà làm cái này chắc... Hello, chào các bạn. Hello, chào các bạn. Hôm nay Thu Mệt và Duyên Thi Cuộc Sống Úc Châu và Châu Rít Trời ra Châu Rít Trời. Đi khám phá khu vườn của Sang La và mình review lại cái khu vườn của Sang La cho các bạn xem ha. Thôi mời các bạn hãy theo chân Thu Mệt và Duyên Thi Cuộc Sống Úc Châu và Châu Rít Trời khám phá khu vườn của Sang La ha các bạn ha. Thôi mình đi khám phá đi ha, đi coi khu vườn của cái này có không? Đây có bông mình nó rụng. Bắt đầu là chắc năm tới nó có, còn cây này năm rồi cũng có bông rụng, năm nay nó mới đậu nè. Trời ơi, đã không? Thấy không? Ủa, được có một chùm nữa hả? Ôi, quý quá ha, quý quá ha. Hai chùm, đây nữa nè. Ở trên đây đang nhú xanh xanh nữa nè. Nó có quanh năm không ta? Em có năm rồi. Em có ăn thử không? Ăn thử mới mua về chồng ăn. Ngon không? Cái này cái lá bự hay lá nhỏ? Loại này lá nhỏ, bên kia lá bự. Cái này cây khác phải không? Hai giống. Mà cây nào ngon? Thì mỗi thứ nó có cái ngon. Cái này nghe nói là cái vỏ nó mỏng hơn. À. Còn ở bên đây trái to nhưng mà vỏ hơi dày. Vỏ dày mà hột bự phải không? À. Cái đó tại vì mua ăn ở Queensland, nó đi Queensland chơi á. Ờ. Mới mua về mua cây về trồng. Cái này là 8-9 năm rồi. 9 năm hả? Ồ, đã quá hai mèo. Nó nhú màu xanh này nè, thấy không? Nó đậu rồi đó. Rồi nó có bông nhưng mà nó rụng. Anh cũng có một cây mà cái gốc nó chưa bằng gốc đó đâu. Gốc cỡ này à, cỡ bên đây à. Mà của anh lá nhỏ luôn. Lá nhỏ ngon hơn không? Thế nào mùa hè tới là nó sẽ có bông, nó sẽ đậu đó. Ừ. Cây này năm rồi nè, có bông mà rụng nè. Rồi năm nay có bông đậu nè. Ồ, cái mận nè, đã chưa? Này mận Ấn Độ, mận về em lặt bỏ bớt ăn á. Ôi ơi, một cây táo của nhà sang bác ăn ơi. Ôi ơi, chim nó vô nó ăn. Đó, nó chui vô hôm qua á. Ồ. Hở có một chút xí mà hai con nó chui vô được, ông xã thấy bắt bỏ nó ra ngoài. Trời ơi, quá trời không? Đó, thọc mỏi vô nó. Cái này kêu phu chì phải không? Phu chì, có Nhật. À, còn này quýt Nhật đó hả? Còn này quýt Nhật không hạt. Còn bên nhánh bên đây là nhánh cam. Nó không ghép vô đó hả? Cam na vô á, không, cái đó mua ở Master với không? À. Master mua cái nè đó, hai nhánh đó. À, cây hai nhánh. À, nhánh quýt như bên đây nhánh cam. Ờ. Này trái cam nè. Ủa sao hồng giòn chim nó không ăn hả? Trời ơi, anh nghĩ sao nó ăn được, chùm cái lưới gì mà sao nó ăn được. Cái này là hồng giòn gì á? Hồng giòn là chi chô hả? Chi rô. Chi rô trái bự nè. Ồ, đồng trái bự hả? Trái bự ha. Ừ. Còn cái hũ chua trái nhỏ. Năm nay á, nó không có bự, nó không có nhiều trái bằng năm rồi. Ừ. Rồi nhiều trái lắm. Mà năm nay thì quốc gia cũng ok chứ. Con cây này cây gì em? Quay sô tê hả? Quay sô tê á, nè, nó có con trái gì. Trái này ăn ngon lắm á. Cái này nó đúng là nó trái bánh kem. Cái này em bằng ghép phải không? Cây ghép đúng rồi. Cây ghép nó có trái nha, còn cây anh có cây hộp nha. Đúng rồi, cây ghép đó. Ừ. Đẹp quá ha. Rồi còn cái kia dưa leo giờ này trễ rồi em. Trễ không? Chắc cũng hơi trễ tại vì chồng là lúc mà tháng 2 tới giờ. À. Cái này là đợt 2 rồi. Đợt mùa hè nó tàn bứng dục rồi. Trồng đợt 2 nhưng mà thấy trời nay ấm ấm cũng thất phát nè, không biết sao. À, được mấy ngày thôi chứ không biết làm sao đây. Ừ. Quá trời cây đĩa bay đẹp quá. Ớt đĩa bay đó chồng. Bị bay nè. Nãy nha. Cái này á, cái mình cắt cái cuốn của nó nè. À. Cái dồn chả cá vô đó. Để làm gì em?
dùng chả cá xong rồi chiên xong rồi cái làm sốt dầu hào mặn mặn ngọt ngọt á. Ôi cái nó lớn dữ vậy em. Cái non non nhiều lắm. Bán cầu Việt Nam hả? Ừ, bán cầu dai, bán cầu cái na đó. Bán cầu na hả? Trái nó ít hạt lắm. African fry đó. Này của Úc hả? Ừ. Ồ, gốc bự quá ha, thằng này cũng lớn quá ha. Nó đang đậu trái nhỏ 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 bằng ngón tay nhất hết trơn. Này có bị bản quyền hôm nay quay chị sang le có bị bản quyền không? Đâu sao đâu. Tự nhiên sao? Con này ớt chuông đây nè, cà chua nè, trời đầy uống không? Uống thiệt, nhà sang la là không thiếu cái gì hết đâu nè. Ô này, pepino nè cháu. À cái đó là cái dưa Mỹ đó hả? Dưa Nam Mỹ đó. Dưa Nam Mỹ đó, ờ. Nam Mỹ nó có nhiều loại cây lạ quá hả chị ha? Ô cái trái nó bự ghê cho nè, trái nó cỡ nửa ký trái không ta? Em cần thử cái bánh nữa kia. Chưa ấy đâu, cái này trái nãy bự hơn, trái Thái cũng bự hơn. Nó còn xanh, nó phải vàng. Em thấy người ta bán có cái trái gì mà nó giống như trái thanh long vàng đó chị, không phải thanh long vàng. Cactus hả? Trái nãy hả? Không, cái trái đó cái gì quên mất tiêu rồi. Mà nghe nói ăn rồng hả? Ừ. Không phải trái thanh long. Ờ, biết. Cả trứng. Càng hôm bữa em thấy có càng ngày dôi nữa chị. Càng ngày dôi là cái này nè, cắt hết rồi. Trái nhiều xíu hả? Nó chùm chùm nó nhiều lắm. Mà trứng ăn đắng không chị? Không. Dạng cà pháo trắng hả em? Không phải cà pháo mà cũng là giống như cà tím nhưng mà nó là màu trắng. À cà tím trắng ha. Trái nó nhỏ rồi thôi. Trắng, càng màu tím nữa. Các hàng cũng mới thu hoạch mà không nhiều lắm rồi cho nên là lên không nghi gì chứ không nhiều lắm thì ít từng đó từng ớt ngọt để. Ủa chị, cái này ở phía dưới đây là xi măng nhưng mà chỉ đổ đất đúng rồi thôi. Garden bed đó, thì bây giờ cái đất này là đất gì mình mua loại đất gì mình garden soil đúng. Garden soil mua thêm mấy thứ biết em định mua cũng phải người ta nên mình. Ừ. Thôi. Ăn thử một trái coi. Thôi, anh ăn đi. À, cắt cái này ha, cái móc cái hộp ra xong rồi bỏ cái gì đó hốc nêm hoặc là chả cá. Ừ, không có cá này nè, anh ăn đi nè. Ôi, mời các bạn nha, mình đang ghé nhà bạn Sang, cô Sang La ăn thử cái trái ớt này coi, ớt này ớt ngọt. Trái ồ, nó giống như là cái rất là ngon nha. Ngọt lắm hả? Ngọt lắm hả? Nó là dòng họ có capsicum đó. Cái vị nó giống capsicum. Có người gọi là ớt hoa hồng. Có người gọi là ớt đĩa bay. Em ăn thử cái trái đó em, ngon lắm. Em dám ăn, trời ơi. Không, không cay. Không có cay. Quay video ăn hết cây của chị. Đâu có sao đâu, trời ơi. Bao la tới 3 cây luôn kìa. 3 cây nữa. Thơm ha. Ừ, em ăn thử một trái đi. Thử đi. Dạ. Để Sang bẻ cho Châu một cái. Bẻ không em tự bẻ. Em đang quay, ra. Sao chứ biết cơm nghe đừng ăn hột, bỏ hột đi. Hột không có bị gì nhưng mà ăn cái hột nó ngon, ăn cái vỏ này nó ngon. Ừ, ớt đĩa bay ha, lần đầu tiên thấy à. ngon quá. Ớt đĩa bay đó. Chứ chồng nó đẹp. Thấy không? Ừ. Nó đẹp lắm. Review ớt đĩa bay. Lựa trái nào nó xấu xấu mình ăn. Ngon á. Để cho cây nó đẹp. Thôi dâu ăn. Trời ơi, ăn lại cái trái vậy thôi. Rồi. Nè, cái này ngon nè. Mấy trái nhiều khi nó chín quá cái. À, cái người đẹp này cũng phải ớt nè. Ớt đĩa bay hay là ớt hoa hồng. Để quay ăn thử. Ngay à. Ngon không? Thiệt không đó? Thơm, thơm nghe không? Nồng nồng nghe. Nó cay. Cái này làm salad được ha. Được. Ngon. Ví dụ như Châu cắt cái cuốn bỏ cái móc cái ruột trong gì đó. Dạ. Cái dồn chả cá vô. Ừ, cái nha. Cái ruột nó chiên. Chiên. Y như là cái capsicum đó. Ừ. Cái chuông đó. Cái này là dòng bớt xong rồi cái thay đất thêm phân vô cho nó rồi nó tiếp tục nó thụ bởi vì nó gãy nhánh biết bao nhiêu nó.
cái nó bị cái nó bắt đầu ra tược mới cái có trái nữa. Ủa sao mà mời khách theo chủ nhà không ăn hưởng cái ớt cho mình coi cả. Ừ nãy giờ ăn được rồi. Ừ. Nãy giờ tưởng mời bên đây nha. Rồi. Mời cả nhà nha, ớt đĩa bay hay còn gọi là ớt hoa hồng. Cháu ăn hết đi chứ ớt chị em. Nó không có vị ngọt phải không? Đúng rồi, nó giòn ngọt. Nó giống nó vẫn nồng. Nó vẫn nồng cái mùi ớt nhưng mà nó không phải là cay. Nhìn đẹp quá. Nhìn cái cây là kết à. Ừ, cây dễ thương ha. Ừ. Đẹp. Cái nó nhìn nó giống như cái chuông vậy ha. Ừ. Năm sau nó lên cây con đầy ở chỗ này luôn nè. Vậy đó, giật dưới ngọt dưới nó lên cây con rồi đó, nó lên được kìa. Trời ơi chuông. Đó. Đó. Nó phải để nó có mấy năm trước ha là tại khoảng này là còn chua. Để em nói chuyện một cái lưới trầm chùm như chị nè, mấy cây hồng vòng bắt đầu bị con chim ăn rơi nha. Phải chùm nó. Thì chùm là cách này cả tháng này rồi đó, nó hơi hầm hầm là nó ăn rơi cái gì. Nè. Đó nhãn có trái rồi đó. Đó. Nhưng mà nó cũng trái nó vô mùa đông mà. Cái này là vô đông á. Hy vọng ăn trước mùa đông. Ừ, cái nhãn. Quá trời rau muống nè. Đã quá ha. Rau muống này đợi mấy đợt rồi đó cho ăn mấy đợt. Chị cắt là nó cứ lên tiếp hay sao? Lên tiếp tục vô chuột này là nách con có lá, một nách lá có con trái nha. Hello Duyên hay cả nhà. Ok. Đẹp quá ta, mặc áo đẹp quá. Đẹp quá ha. Chuẩn bị để đi chơi nè, nàng rốt cuộc rồi nó không đi. Đây là cà tím. Nghe cây cà tím không? Chị sang quá à. Cà tím ở trong sao đẹp dưới vậy trời. Ôi cắt bồ hổm cái đợt. Nếu mà đến cách này phải không? Sang là cuộc sống út chơi. Ừ đúng rồi. Cà tím là cây cái này là cây gì chị? Nho thân gỗ. Nho thân gỗ thì mình mới thấy. Trời ơi. Này cây nho thân gỗ đây. Nó chưa có trái lần nào nhưng mà rồi nó có bông bữa rụng nhưng mà hy vọng mùa hè tới nó sẽ có trái. Nhưng cây bên đây có trái, bắt đầu có trái. Cái mận cái nhìn thấy cứng đó. Thấy đẹp quá ha. Dạ. Ừ. Bị con gì nó ăn rồi. Chút nữa hay đi xin beo đi anh. Đi đâu? Làm gì? Tại vì cái cây nó nhỏ quá. Chạy xin beo hả? Mình có thời gian đi chính nhỉ. Đấy, có. À, cây này là cây... Bây giờ tới sang la cắt cái gì vậy ta? Thu hoạch cà tím đi chị. Cắt quế vô ăn phở để mà khách đến chơi giờ mình nấu phở cho mọi người ăn giờ đi ra vườn cắt quế. Chị mùa này thì nó cũng lên bông rồi. Chị sang la là cũng hiếu lắm á, nhà vừa trồng cây mà giờ nó ăn ngon rồi đó. Trồng cây ở nhà ăn thôi chứ cũng không có đem bán, nhiều người hỏi sang á. Rồi cây trái trồng trong chậu rồi các bạn. Củ qua này củ qua Thái đi. Này là củ qua Nhật nè. Củ qua Nhật. Củ này củ qua bạch tiết, củ qua trắng nè. Còn nhỏ. Có củ qua trắng nữa hả? Củ qua trắng nè. Ờ. Ở Thái Lan em thấy có. Có này thì nó cũng muốn tàn rồi, nó lạnh rồi. Mình còn có nữa ha. Rai nè. Rai. Mà thu rồi. Mình phải có thụ phấn cho nó anh chị. Có hàng xóm ăn ké luôn ha em sáng. Xóm Tây nó mang đâu. Ờ, có hàng xóm ăn ké nữa nè. Ở cái này của Việt Nam hả chị? Giống của Việt Nam. Không có gì đâu cắt. Ừ, hay không về bữa nay cắt mận lên mới, mận đẹp quá. Nó tới đẹp. Nè nè cái cây cà tím này đẹp hay chăng? Đó. Lát giờ làm tím đẹp ha. Trời sao mà rụng vậy chị? Không. Ủa không. Không, quế đứng cái quay hả rồi. Ok. Ok. Nè, để sang la thu hoạch thúng quế nè các bạn ơi. Cả nhà. Cả nhà ơi. Lên lên lên. Nói tiếng ba má chị. Quay luôn. Người nói tiếng thấy ra quế. Trời ơi đã chưa?
vô ăn phở. Mùa này nó cũng muốn tàn nó lên bông rồi. Trà quế nè. Đó. Chị mùa đông chị rinh nó vô trong để hả? Chứ ngoài lạnh. Không, trà quế mùa đông không trồng được em. Dạ. Mùa nào chỉ có được mùa hè với mùa thu này thôi chứ còn có mò gai không em? Mùa đông luôn lên nổi mò gai chút qua bên kia quay. À bên kia hả? À phải có con quế phải có mò gai ngồi ôm nha. Gai bên nhà kính chỉ thu hoạch mò gai nhiều lắm đó. À. Coi như là nhà lúc nào cũng có đủ đủ đồ chơi hết nè. Đủ đồ chơi hết. Cái gì ra hái tối rồi sướng rồi. Có tàu đâu có ăn tiền rau của sang la được. Thay đồ chuẩn bị đi chơi rồi. Đẹp nè. Vừa đi xuống chị nói hơi để khi nằm. Giờ mình đi mình bắt trước sang cái là mình đi theo mình quay sang cái kiểu cảnh mà sang đang thu hoạch nè. Chồng chị sang mấy bản quyền đó nha. Chị nhớ nói là không có bản quyền. Không sao. Cho ba mẹ yên tâm. Cái ớt đẹp quá ha. Cái ớt lâu có một lần mà. Dạ. Cái ớt này nó sai trái lắm. Không phải chờ ớt. Okay. Rồi mình đi thu hoạch tiếp cái gì trước tiếp em. À, đi đi. Đi ra đây đi ra hái hái ngồi gai ngồi gai ngồi gai. Hái ngồi gai để coi. Đi về ngoài đi. Đi thu hoạch ngò gai nè. À, à muốn ăn cái nè. Chị sang chị hái được chị? Hái đi, xin phép hái một cái nha. Không chị chủ nhà chứ đi vắng rồi. Tự nhiên hái. Chồi chồi nó bụi. Ngọt ha. Ngọt ha. Ngọt. Giống như ớt capsicum của mình capsicum á. Dạ. Mà đừng có ăn cái hộp nó cay á. Lát lấy cái hộp gì chậm đi. Được không chị? Được. Chín giờ là được thôi. Xin trái khô á đem về trồng. Nhưng mà trồng một trái là ra ăn trồng nguyên farm luôn đó. Lấy ngọt quá. Cái này ngọt hả chị? Em ra cũng được cái ăn hạt. Dạ. Cái cay này là ớt ngọt chứ không phải ớt ngọt. Cay. À, các bạn nào có ghé thăm Duyên thì Duyên cũng làm hay làm phim bên trang kênh của Duyên là kênh gì Duyên? Duyên Thi Cuộc Sống Úc Châu. Ờ đó, Duyên Thi Cuộc Sống Úc Châu. Rồi đi vô để nè. Đi vô. Ông đi tiếp ha. Vô chị sang lá thu hoạch ngò ôm. Ngò ôm, ngò gai. Dạ. Nè nó tàn nó mùa thu rồi đó. À, cái đó là không có cho quay. Con này không muốn quay quay là tùy để có mướp đầu khoe. À, dâu tơ nhật nè, bông nè, cái này ớt chuông nè. Tơ nhật có trên tỉa mập quen không? Mấy cái này dâu tây. Rồi nổ nó dẫn lên. Nè, nè, ổi 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 này á nó nói em mua trên mạng á nói ổi ruột đỏ mà không biết chưa ăn thử cho nên không biết. Chị em ăn thử ổi ruột đỏ nó thơm mà nó ngon ngọt lắm luôn. Ổi ruột đỏ ruột gì? Ổi gì em? Mà chị nghĩ nhiều người coi là không phải ổi ruột đỏ bị gạt cái đó nhưng mà nhìn thấy cái trái nó cũng to. Mà nó nói là ruby hả nữ hoàng? Không phải là ruột đỏ thì chắc cũng ổi thường thôi nữ hoàng thôi. Không nếu mà giờ trái bây giờ nghe nói ổi ruột đỏ là lá nó tròn tròn. Không lá màu đỏ luôn. Lá màu đỏ luôn. Nè, có cây cà pháo nữa hả? Cà pháo tím, cà pháo trắng, cà pháo xanh. À, cà pháo xanh. Cà pháo xanh này của Thái. Chứ mình trồng cái đó với cherry là không bao giờ ăn được chị. Chiên này là xương xăm lá chơi. Siêu nè. Nếu mà nó chín nó chua chua ngọt, nó chín nó cũng ngọt. Cái ổi này để cho vài bữa nó mới mềm nha, chứ mềm nó mới rụng ăn liền nó ngon. Dạ. Em mới qua lúc mới qua Úc em mua ăn thử em ăn không được. Rung. Ừ. Tại vì nó chín hay là nó sống thì nó cũng màu xanh. Nhưng mà có cái tạng này nó mát nên, đó chị. Cho nên rung nó là cái trái nào chín nó rụng. Thấy bữa mấy bữa em lên em rung nó rụng quá trời luôn. Quá trời đẹp không các bạn. Trái đó chín gì em? Chín rồi ăn đi. Không, để tí xíu nữa. À mời luôn hả? Mời đi vô chấm thôi.
cái này phải lấy dao. Quay lại ăn đi. Trời ơi, nãy giờ mình đang ăn thử mà quên bấm nút quay các bạn ơi. lâu bị lỗi hoài. Cái này do kỹ thuật cameraman không có nhờ cái review lại. Nó ngon quá các bạn ơi. Ừ, quay con. Ừ. Em cứ đinh ổi rasin ổi dứa, cái gì mình gọi là ổi dứa các bạn mà ăn rất là ngon. Cái vỏ này nó chua, vỏ chua, cái ruột này nó ngọt. Trời ơi, một cây này bao nhiêu trái cho em? Nhiều lắm thử rung mới dập sao chị? Chưa đâu, như vậy là chưa chín á. Chưa chín á. Nếu mà cái mùa nó khoảng tháng 4 tháng sau nó mới chín. Các bạn nào cần cái giống này mình cũng có cái giống này nha các bạn. Thiệt sự luôn mà cái cây này mình cái trái nó tơ tơ nó rất bự lắm. Ở bữa anh tới nhà kia bự cái này nữa. Anh muốn mua cây trồng á, liên lạc với anh Thomas Quỳnh, anh bán cây giống nhiều lắm. Cây nào cũng có luôn. Anh Thomas thì là bán cây uy tín lắm. Anh số điện thoại anh số mấy? Liên hệ qua Facebook đi. đi thu hoạch chứ? Rồi đi ở ngoài sau nhà em cũng có cây này nè. Chị thấy có cái cây đó chị hỏi phải cây cà ri không? Cây cà ri hả? Bữa hai lá cây bỏ tủ đá phơi khô chứ không phải phơi khô cất để dành mùa. Còn cây này cây bơ nè. Cái này thay vì thơm lắm á. Đây là ngồi gai, cái này giờ có con chó là phải rạo lại chứ hơi sợ nó vô dặm. Ủa chị cây gì bạch tuyết của chị đâu rồi? Cây dâu bạch tuyết á, cầm không? Chị bỏ rồi. Khó trồng hả? Không phải khó mà là nó trái nhỏ quá à, làm biến hái. Ăn ngon không? Ăn thơm lắm. Vậy hả? Em thấy mà chị đang có cái giống mà nho bạch tuyết mà loại bự, loại quý hiếm luôn á. Không phải nho dâu dâu trắng nhưng mà đang ư rồi. Nè cái này là rồi baby ra nè, cây đó hắn ra đó. Coi mình cái này là trồng ăn quanh năm không sang? Ừ, mùa đông em trồng này mùa đông nó không chết. Không chết hả? Ừ, nhưng mà mùa đông thì không có dám ăn là tại vì để cho nó dưỡng dưỡng á. À. Biết không, chỉ có cái tre này nè nó ấm nè. Ừ, ở dưới nhà kiến. Ừ. Thử cái này ngon. Mùa đông thì nó không có phát triển như mùa hè cho nên là tới mùa đông mà lạnh chút là dưỡng nó không có cái ăn. Khi là nó sinh con đẻ cái đó là cái ngọn gai nó không có ra cho lên ra thêm ha. Đúng rồi. Nó nuôi bông sao nuôi lá nổi. Đúng rồi, nó mang bầu. Có nhiêu đi lá ra tưới ra cây mà có nhiều lá cái bông lên là ngắt cỏ hết. Đó là cái đó là mùa. Ôi Châu ơi, Châu ơi. Cái có trái nè Châu. Có trái Sang ơi, quá trời trái nè Sang. Trời ơi, năm rồi tới 10 trái luôn á, mà năm nay nó còn có 5-6 trái à. Ôi ơi, quá trời trái Sang ơi, cây bơ đã không các bạn? Đang chiết hay làm gì vậy? Không, cái cây chỗ đó nó bị mà cái nấm nó sợ nó gãy cho nên băng nó lại. Ổng kỹ quá ha. Ừ, quá đẹp luôn nè các bạn ơi. Nhà hàng xóm cũng có lọc ăn á, em thấy cây ổi cũng gieo bữa nữa. Cái ổi bơ mấy nhà hàng xóm này khỏi trồng. Không, mình đâu hàng xóm không có trái em ơi. Chưa thấy trái. Ừ. Tơi trồng trong chậu nè. Đó. Cải đổ là chuẩn bị lên làm phim tiếp nè các bạn. Cà chua nè. Ủa trái cà chua nè em ơi. Mê chưa? Cái cà chua đã chưa? Cây trái nào cũng tốt. Cây tốt ha. Cà chua trái bự bự nè các bạn ơi. Còn đây cà chua nè. Cà chua này ngon quá. Thử trái cà chua của nhà Sang La các bạn ơi. CD vô nhà này. Cà chua này ngọt nha. Ngọt không? Ngọt á. Thử
thử ha, ăn thử em ăn thử trái không? Ăn đi, ăn. Em ăn thử trái đi. Thấy nó ngon quá ha. Trời ơi, chồng cái này cũng lâu lắm rồi đó. Rồi mời các bạn nha. Đây là cái vàng đậu đũa hay đậu que ta? Cái này đậu que các bạn ơi, quá trời nữa nè. Ô, đậu que, đậu đũa đó em ơi. Hả cha gì? Đậu đũa hả? Ừ. Đậu đũa trồng được ha. Trời ơi, tới nhà luôn, nhà Sang La với là anh Lãm nè. Đây, đây mày cái nhà ăn phở đây. Rồi mà cái nhà ăn phở nha. Ok, ngon lắm. Chị Sang La là làm mở tiệm được luôn. Rồi khéo tay lắm ha. Cái anh này anh camera man nè. Lâu lâu không cho anh xuất hiện lên cứ cho lên cho anh này là xin lúc nào. Dạ. Anh không bao giờ thấy anh xuất hiện lên nè các bạn. YouTuber là nhờ caramel đó chứ. Dạ caramel đó. Ra ngoài vườn cũng vậy, mấy cái giò chắc nhỏ nhỏ chị làm chứ còn mấy gì cao cao với giói nặng. Rồi phở nó có đầy đủ hết nè, húng quế nè, ngò gai nè, giá nè, đầy đủ hết, còn hơn là tiệm luôn á. Như mình thấy bầu mướp gì phải có người quay mình mới cầm mình cắt được chứ một mình khó làm gì vậy ta. Cái trong cái tô Sang em bẻ em ăn thử bà con thử Sang. Bắt người ta lên phim mày á. Em không lên, ai lên? Làm diễn viên đi, làm kỹ quá à. Nè, anh tặng đi. Ở cherry nè. Phải ăn nữa hả? Ở cherry đó. Con. Trời ơi đã quá. Trời ơi. Chơi cái này hết cái ổi luôn ha. Này nói chung cô hổng hái nhiều lắm rồi. Giờ ở dưới nhiều lắm kìa. Bây giờ còn mới này để ăn lê rai. Ngon quá các bạn ơi. Đó, cái này gọi là cherry qua vàng. Cherry qua vàng mua cây này trồng. Ngon quá. Cái này như là bản xứ Úc không chị? Đúng rồi. Cây bản xứ Úc đó. Đúng rồi. Dễ trồng lắm, mùa đông mùa hè gì nó cũng không có rụng lá. Ngọt thiệt chứ. Cái này là ăn cái giò chín mình đúng không? Ngon quá. Nó sống á, nó sống thì nó cũng màu xanh. Bên này mà phải một đây nè, cái trái sống nè. Dạ. Ngon quá các bạn ơi. Trái sống này nó gì nè, pomegranate nè, màu màu đỏ đẹp quá. Quét hết vườn của chị lên đây hả? Đúng rồi, như là trái cherry luôn á. Rồi nhiều lắm hái bớt nhiều lắm mà. Còn rồi nó đỏ cây luôn á, mới thu hoạch. Cái này chị trồng bao nhiêu năm, nó đưa ra video cây này cũng 7-8 năm rồi. Trồng từ lúc trong chậu á, ở nhà. Cái bắt đầu cái thấy nó lớn quá, cái không có chỗ cho nó đó. Cái đem đó đằng trước trồng dưới. Ngon ghê. Ngọt quá. Ít hột cho ăn thử chị cho. Ăn rồi. Chấm mùi ổi chín đúng không? Ăn thơm đi chị. Thơm có chừng té nha, cái này đá với nó bị hơi nó rụng đỏ hết trơn thấy không? Ngồi ổng quá trời luôn, ổng không? Không, tại nó hái hết đợt rồi. Chim nó mang hả? Chim nó mang hả? Không? Không thấy chim ăn. Hay là nó chưa ra tới đây không biết nữa. Nó ăn làm sao không, nó quậy làm sao không mình. Chứ nó phát hiện rồi. Đây này có đúng rồi. Đúng rồi. Thấy rụng đầy đất luôn nè. Thôi hái thu hoạch, không nhờ mà chưa lên video thôi đó. Và còn đợt này cái để anh xã nó thôi để cái cây hái ăn lai ra thử không con? Thử thử. Thử. Bà thấy chị quay lên cái trái nó hơi đẹp lắm. Đẹp lắm, cũng không nhiều lắm. Nè, đây dưới đây đỏ chân nè. Ở ngoài kia nó kìa. Nó đụng nó rụng nó chín. Đụng nó rụng nè. Nó bỏ bằng nhiều mấy ngon nè. Đó, nó chùm. Mấy hôm nay lời đứa nó đợi con. Lên hình nó thấy cái trái nó bự hơn ha. Đụng nó rụng nè. Trái đã không? Ngon quá. Ngon quá. Ở dưới nha, ở dưới nè. Cái này mình lấy cái tựa đề chị Châu. Tựa đề gì? Thử hay ổi này. Chị Sang là quê đâu? Cần Thơ. Rồi, miền Tây. Tây mà. Thôn nữ, thôn nữ miền Tây. Anh Thomas là ở đâu? Miền Đông. Miền Đông hả? Là ở đâu? Biên Hòa. Biên Hòa. Biên Hòa lại
Đi qua Đồng Nai á. Đi qua sát thành phố rồi. Ngon Sài Gòn đó. Trái ngon quá trời, ngon quá trời luôn. Cái này nó có hai loại nha. Hình như nó có màu vàng đó. Đúng, đúng, màu vàng á gọi là lê mình qua vàng. Mà nó trái nó bự hơn chị. Ừ, trái bự hơn. Mà chị thấy cái màu đỏ này ăn ngon hơn, cái màu đỏ này là cherry. Cái kia là nó y chang như trái ổi của mình vậy, cái màu vàng á. Mà cái ngọt chua chua ngon quá anh. Ba ơi. À cũng bữa hôm nó chích đỏ cây hết mấy. À mình với Châu, Châu Đích Trịch và Duyên Thi cuộc sống Út Châu. Là với lại bữa nay có tới nhà Sang La và mình muốn quay và ăn hết vườn trái cây của Sang La rồi các bạn ơi. Ổi rất là ngon luôn. Ổi này chỉ đặc biệt ngon lắm. Nhà chị Sang La trồng. Ngọt lắm. Ổi này cherry guava. Cherry guava. Rồi, cảm ơn mấy anh chị em có dịp ghé thăm Sang La nha. Okay. Nếu mà có dịp mình gặp nhau nữa. Nói chung là bữa nay cũng cảm ơn Sang La cái món phở. Đó, các bạn ngon. Đó, ăn rồi ăn rồi ăn. Luôn. Dạ anh Lãng. Anh Lãng. Là cái chỉ là phụ bếp hay là đầu bếp chính bếp luôn. Phụ bếp hả? À đầu bếp chính là chị Sang La, rất là ngon các bạn. Rồi. Thôi video của mình và các bạn cũng đã dài rồi. Mình xin dừng clip ở đây ha, hẹn lại các bạn ở trong những video kế tiếp ha. Bye bye. Okay, bye bye.